nhiều câu hỏi liên quan tới việc làm sao để sạc iPhone cho đúng cách hoặc làm thế nào để tránh được tình trạng bị chai pin. Vấn đề này làm rất nhiều người đau đầu, kể cả dân đam mê công nghệ và các chuyên gia. Đầu tiên là sạc pin lần đầu sao cho đúng. Các chuyên gia cho rằng 3 lần sạc đầu tiên là vô cùng quan trọng bởi vì nó quyết định chất lượng pin của smartphone, kể cả iPhone hay là những dòng điện thoại khác. Nếu là lần đầu tiên thì các bạn phải sạc từ 8 đến 10 tiếng và tiếp tục tương tự như vậy cho 2 lần sạc tiếp theo. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành sạc như bình thường cho đến lúc pin đầy. Và lưu ý là hạn chế để pin rơi vào trạng thái quá yếu, tức là ở dưới mức 20%. Điều thứ hai là sử dụng cục sạc chính hãng. Bạn hãy nhớ rằng để pin có sức khỏe tốt nhất thì bạn nên sử dụng cục sạc chính hãng và hạn chế sử dụng cổng USB trên laptop để sạc iPhone. Thêm vào đó, bạn nên xả hết pin và sạc lại sau 1 hoặc 2 tháng sử dụng. Điều thứ ba là tránh sử dụng sạc không dây và hạn chế sử dụng điện thoại trong quá trình sạc. Như các bạn đã biết thì có một số trường hợp vừa sạc và vừa sử dụng điện thoại đã gây ra cháy nổ.